là rõ. Vâng, tôi là Sơn, tôi sống ở bên Hungary. Thì nghe nói là thầy sang đây dạy mà năm nay thầy không sang Hungary cho nên tôi cũng phải mò sang đây để theo thầy học. Thì thực tế là tôi rất thích cái bộ môn này của thầy. Thầy mới học thầy có một lần năm ngoái thôi, nhưng mà tôi rất thích bởi vì nó rất là hiệu quả tức thì luôn, và nhìn thấy nó là nhìn thấy khi mà thầy chữa cho người ta xong một cái là tôi sướng hết lắm, bởi vì bản thân mình rất là nhiều bệnh, trong cơ thể của mình rất là nhiều bệnh, thế mà khi mà mình chữa những phương pháp khác thì lâu hơn, nhưng mà phương pháp này thì rất là nhanh. Rồi thì gia đình ông xã cũng mấy lần tai biến, nói chung là cũng rất là khó khăn trong cái chuyện bệnh tật, vì thế cho nên là thấy cái phương pháp này hay quá thì theo học. Sau đó thì giúp đỡ bà con cộng đồng ở bên đó. Thì cái hôm mà tôi sang dạy ấy, thì có mấy cái điều mà làm tôi rất là tâm đắc để mà tôi theo ấy, là thầy chữa cho mấy người ngay tại chỗ luôn. Thì có một cô ấy bị u tủy sống 15 năm nay rồi, không có một ngày nào cô ấy không phải chịu cái đau đớn, coi như đau triền miên suốt 15 năm, mổ hai lần mà cũng không khỏi. Thì đến lúc mà thầy làm đúng là có 15 phút, cô đứng dậy cô ấy đi như không và không đau một tí nào nữa. Cô sướng quá, cô cảm động mà cô khóc ngay tại chỗ, cô khóc và cô cũng nói lời cảm ơn thầy. Phải nói là cái mà chúng tôi không tưởng tượng được sao lại như là thần tiên ấy, như giỏi như thế. Rồi một bà nữa cũng 10 năm coi như là đeo thính tai trợ thính, thế mà thầy cũng chỉ làm có mấy phút như thế mà coi như bà nghe. Thế thì một cô nữa cũng u tủy thì anh Thái làm cũng hết, coi như là tất cả những cái mà hiệu nghiệm như vậy. Tôi thấy nó hay quá đi, thế là nó lôi kéo mình theo. Thế còn như ông xã tôi cũng thế, ông ấy bị tai biến thì ông ấy gần như là liệt một nửa người, tay chân thì mồm thì méo, tay chân thì co quắp. Thế thì bây giờ là ông ấy mê cái đá coi như hơn vợ. Thêm là ông ấy phải ôm hai bàn đá trên bàn đá, còn vợ ấy thì bây giờ đi bán được giường khác, còn là ông phải ôm hai bàn đá. Ông ấy không có đá, bây giờ là ông ấy cảm giác như là ông không thể rời được hai bàn đá. Rồi hai chỗ đó. Rồi, xin cho tạm phát tay. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.